Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ quốc lộ 50. Cái này là của xã Hành Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Xã Hành Trị thì nằm hướng bên trái mình đó nha. Còn hướng bên phải mình thì có bản đồ nó ghi là xã Bình Phú. Cái đường này giống như là tách hai cái xã ra vậy. Đường này nếu các bạn đi ngược về hướng sau lưng mình á thì đi về Gò Công Đông hoặc đi về thị xã Gò Công nha. Còn đi cái hướng trước mặt mình thì đi về chợ gạo hoặc là thành phố Mỹ Tho. Còn mình chạy tới ngay chỗ ngã ba này mình sẽ quẹo trái nha. Mình quẹo vô đường huyện 16. Nhưng mà có bản đồ nó ghi là huyện lộ 9. Hai cái mình thấy nó ghi nó không có đồng bộ. Nên này là cổng chào của xã Hành Trị. Cái này là ngay chỗ khu vực chợ nha. Với ngay quốc lộ nữa, bởi vì nhà cửa quán xá rất là đông. Bên trái mình thấy có chợ Hành Trị nè. Nhưng mà có bản đồ nó ghi này là chợ Hành Trị cũ. Có bản đồ thì sát bên đây nữa thì nó có thêm một cái chợ nữa nha, là chợ Hanh Yên. Nó cách đây chắc chừng vài trăm hước à. Chắc chợ này mình nghĩ giờ vô trong kia quá. Ở đây vòng vòng vẫn còn có một số hộ người ta buôn bán nha. Chứ mình nhớ lúc trước mình mỗi lần đi ngang khu vực này mình thấy đông lắm. Thường mình đi một quốc lộ 50 là mình thấy cái đầu ngoài chợ đó là người ta bán nhộn nhịp lắm á. Còn bữa nay làm như là bị dời bớt hay sao nên giờ cũng còn lác đác ha. Các bạn thấy quầy hàng đâu rất là nhiều nhưng mà người bán thì ít. Đây nguyên cái đống rác luôn nè. Làm như là chợ này bị di dời hay sao đây. Đường này thì mình chưa đi, mình cũng không có rành lắm. Thường mình đi ngang là đi ngoài quốc lộ 50 à. Ở đây mà thấy là hàng quán rất là nhiều nha. Cái này là nhà cho thuê, cái dạng mới có, nhìn còn mới ton à. Bây giờ thì mới hơn 9 giờ thôi nhưng mà mình thấy người ta đóng cửa thì cũng khá là nhiều nữa. Vòng vòng đây thấy ruộng lúa rất là nhiều luôn nha. Sát lộ thì người ta cất nhà, người ta bán quán xá đâu. Chứ còn phía sau đất ruộng không nè, nè bên trái mình nè. Gần như là đi về Gò Công là thấy ruộng kinh khủng luôn á. Nơi này mình đi tới chợ Thạnh Yên rồi. Nó chợ này giống như là mới cất nha, nhìn rất là mới luôn. Có bản đồ nó ghi là chợ Thanh Yên mới. Nhưng mà Hạnh Yên chứ. Nhưng mà coi thì đâu có thấy chợ Hạnh Yên cũ đâu, thì chỉ có chợ Hạnh Trị cũ thôi. Cái này làm như là đổi tên chợ thôi nhỉ. Phía trước có di xích đồ để chặn xe đầu lại nè. Mà mình thấy gần như người ta chạy vô bình thường. Cái này không thấy gửi xe nha. Nhưng mà đứng đây nhìn vô thấy phía trong là cũng gần hết cái chợ rồi. Nó chợ khá là nhỏ nhưng mà mình thấy buôn bán cũng được lắm á. Bây giờ hơn 9 giờ rồi mà mình thấy người đi chợ cũng còn nữa nè. Nó chạy vô mình thấy đường cục rồi nha, nên mình không có chạy vô, mình đứng phía ngoài đấy. Vô không có buôn bán gì hết thì đứng quay hồi mất công nữa. Nó phải xây lại khá là khang trang. Làm như mình thấy chợ ngoài kia dời vô đây nha. Ở đây thì nó bự hơn. Phía bên này có bán nước nè. Có điều cái sân xi măng khá là nóng nha. Bữa nay trời vui chứ còn nếu mà trời nắng gắt là giờ này là đổ mồ hôi liền. Mà thường mình thấy mấy bữa mà trời vui vậy nè, người ta bán tới 9-10 giờ là bình thường. Chứ còn mà nếu ngày thường chừng 8 mấy, 8 rưỡi là nắng lên là bắt đầu người ta dọn bớt rồi. Có khi đi 9 giờ thấy cái chợ vắng quê à. Nhưng mà trời mát thì người ta bán lâu được tí. Với thêm được mấy bữa thứ bảy chủ nhật lễ Tết rồi đó thì sẽ bán lâu lâu được chút. Bữa nay thì trời mát nha, bữa nay thì ngày thường. Khúc này mình thấy có trồng dừa nữa nè. Nhưng mà thông thường mình thấy trồng dừa cũng ít chứ không nhiều, gần như là ruộng lúa là nhiều nhất. Nhiều khi sát lộ nè thì người ta có đất dừa thôi chứ còn phía sau thì cũng toàn là ruộng không à. Hoặc là dừa người ta trồng quanh nhà hoặc là sát lộ hoặc là dọc bờ ranh. Nói quanh nhà nhưng mà thật xa ra thì nó cũng cách nhà một khoảng nha. Chứ cây dừa mà trồng sát mí nhà là nó rụng lá, nó rụng trái nào xuống nó cũng nhức đầu lắm. Là nhiều khi buổi tối là mấy bạn ngủ bạn dễ bị giật mình lắm. Nó rụng xuống là giống như là bơm nổ nha. Cái này hai bên là toàn là rụng lúa không nè. Ở đây mình thấy có trồng một mớ phượng nữa nha. Nhưng mà có điều lúc gài phượng thì nó đang ra trái. Cái này phải đi chắc khoảng tháng 4, tháng 5 lúc nó nở đỏ rực nó nhìn mới đã. Còn bên nay thì nhìn cái cây thấy gầu lắm. Còn bên trái mình thì có nguyên cái dải chuông vàng.
nhưng mà cũng loại mới trồng mà. Có một số ra bông nhưng mà cũng lác đác à. Còn bên trái mình là qua trời ruộng lúa luôn. Các bạn nha, có chỗ lúa, có chỗ dừa nha. Nhưng mà mình thấy dừa ít, gần như là mình thấy lúa chắc chiếm chắc cũng khoảng 70-80% á. Lâu lâu thì cũng có làm rẫy nữa, trồng ba cái đồ hàng dòng nhưng mà thấy ít chứ cũng không nhiều. Các bạn nhìn rất là đã luôn nha. Có điều quay cái hướng này nó hơi bị ngược sáng nên hình nó không có được đẹp lắm. Khí trời này cũng đang âm u một tí nữa. Bữa nay thì thấy nắng nhẹ ha. Đây có bán cà phê nè, có 12 ngàn ly à. Thường thì ở trong những cái khu vực vậy thì bán nó sẽ rẻ thôi. Nhưng mấy bạn ra quốc lộ thì nó sẽ tới 15 ngàn nữa nha. Hoặc là 20 tùy chỗ. Chứ còn ở dưới quê mà bán mắc quá đâu có ai mua đâu. 12 ngàn nếu mà tính ra thì mình thấy nó cũng hơi nhỉnh rồi đó. Tại dưới mình mà nếu mua cà phê đá thì có 8 ngàn à. Còn cà phê sữa thì có chỗ 10 ngàn, có chỗ thì 11 ngàn. Ở dưới mình là gần như là mấy cái món đó là người ta tính từng đồng từng cắt luôn á. Chỗ nào mà bạn thấy buổi sáng mà người ta uống mà người ta ngồi đông đông á, là thường là mấy cái chỗ đó vừa rẻ mà lại ngon nữa. Đi những cái đường này nếu mà gặp quán đông thì hay gặp dân địa phương mà. Chứ khách vãng lai thì hiếm khi nào ta đi lại đây lắm. Hoặc là những người đi mua trái cây đâu đây. Khi phải mình là sân vận động xã nha. Mới nhìn ra thấy cỏ mà có mấy con bò nữa nè. Còn đây rác. Không riêng gì là sân vận động của xã này nha. Mình thấy mấy sân vận động khác của xã khác cũng vậy nữa. Thường thường là người ta thả bò là nhiều. Các bạn đi vô các bạn để không để ý đó. Mấy bạn dính ngay cục phân bò và bá lửa là bình thường. Ở đây người ta phơi ba cái củi nữa nè. Nó còn mà thấy nó bao ni lông bịt mũ luôn quá trời luôn. Bây giờ mấy cái chỗ trống trống là người ta xả rác với người ta dục rác trộm nhiều lắm. Nó nhà cửa thì mình thấy nhà tường không nha. Sát lộ thì người ta làm hàng rào đổ trơn à. Bây giờ mấy bạn mà kiếm căn nhà lá cũng hơi khó nữa. Nhà lá giờ mình thấy chỉ có đại gia người ta cất đây à. Cái dạng giống như người ta cất biệt thự đó. Cái người ta làm thêm cái ao. Cái người ta cất cái chòi sát bên, chòi lá. Để người ta ra tủ nước trà rồi đó. Chứ còn nhà lá vòng vòng đây thì gần như là kiếm không thấy đâu. Ở này nếu mà đi thẳng thì đi lại ngay chỗ ủy ban nha. Mình thấy đó có cây cầu cũ nhưng mà nó dở mất tiêu rồi. Còn mình đi đường này là đi ngang cây cầu mới. Cầu này bắt qua cái kênh. Kênh này thì mình thấy nó nối liền lên tới ngay chỗ chợ Vĩnh Bình luôn á. Kéo dài ra cống Vàm Rồng luôn á. Còn nếu mà đi về hướng bên trái mình thì dọc kênh thì mình thấy nó xuống tới thị xã Gò Công luôn. Cho nó nối liền với kênh Vàm Rồng á. Khi ngoài mình thì có trường tiểu học nè. Nó Phan Thế Giọng. Gần đây cũng có cái chợ đó nha. Hướng bên trái mình có cái chợ nè. Các bạn đi là những khu vực mà gần chợ, trường học với ủy ban đó. Thì nhà cửa rất là đông. Hoặc là mấy cái khúc mà ngã ba, ngã tư đâu á. Bên trái mình là chợ Hạnh An nè. Ở khu vực này mình thấy phượng khá là nhiều á. Cứ chạy một khúc là gặp à. Ở cái chợ này hơi vắng nha. Có mấy hộ buôn bán à. Nãy giờ mình chạy cái đường cục cũng mà gặp tới ba cái chợ luôn. Có điều thì chợ quê mà. Ít khi nào nó sung lắm. Nhiều khi mấy bạn đi mấy bữa bãi chủ nhật á. Mấy bữa đó thì người ta bán mới nhiều thôi. Tại vì mấy bữa đó thì mình thấy người ta đi chợ nhiều. Với bạn hàng người ta về cũng đủ nữa. Nó mấy chợ thì khá là rộng nha. Nhưng mà hộ buôn bán mình thấy chắc được 5-7 hộ à. Cũng có người đi chợ đây nè. Ở trong thấy cũng có bán thịt cá, rau củ, đồ đủ hết á. Nói giờ mình tiếp tục chạy cái hướng về à. Chợ kênh 14 nha.
Ở đây cây phượng nó nở còn vài bông nè. Này nó nở trễ rồi. Đường này mình nghĩ nếu mà đi ngay cái mùa phượng nở đó là nhìn rất là đã luôn á. Để mốt cái dịp nghỉ hè mình quay lại cái đường này mới được. Làm như là mình thấy khu vực Gò Công này là người ta trồng phượng cũng nhiều lắm á. Tại vì bữa hổm mình chạy ngang cái đường ngang chỗ cống Vàm Rồng đó, mình thấy khu vực đó cũng có phượng đó. Kỳ đó mình đi hình như qua bên Long An mình thấy cũng có phượng cũng nhiều lắm. Bình thường mình đi ngay cái mùa nó không có nở ra trái không à. Này cũng như bên ngoài mình nè, qua trời lúa luôn. Còn bên trái thì không trồng cỏ nha. Còn phía sau thì là dừa, dừa cũng mới trồng à. Ở dừa này có trái rồi. Bây giờ thì đất ruộng, đất dừa người ta hay trồng dừa lắm. Dừa xiêm xanh hoặc là dừa mã lai. Ở đây có trồng đậu bắp với bắp nè. Còn mấy cái luống này thì trồng cái gì mình không biết. Tại vì nó lên cái đọt non có chút xíu à. Phải nó bự bự chút xíu nữa kìa. Nó có mấy căn nhà mái đá nhìn rất là đẹp luôn nha. Còn vòng vòng cũng ruộng lúa mà. Rồi mấy cây chuông vàng này đang nở bông nè. Đi cái đường này mà phải cách cái thời điểm mà phượng vừa nở với chuông vàng vừa nở á, mình nghĩ đi nó sẽ rất là đẹp. Còn hai bên lộ thì mình thấy xịt hút cỏ hết trơn à. Ở đường lộ khu vực này mình thấy xịt hút cỏ khá là nhiều nha. Ở bãi nó xịt hút cỏ xong nó lòi ra ba cái bịch mũ nè. Quá trời rác luôn. Thường thường thì cỏ nó lên nó sẽ lấp ba cái rác nữa. Nhưng mà khi mận thì nó sẽ lòi ra. Cái này chắc xịt thì chắc chuẩn bị dọn cho Tết ta quá. Tại vì mình thấy đi đường phố mà đường xá đâu cũng vậy đó. Cái dịp mà gần Tết đó là người ta dọn sạch lắm. Sơn sửa nhà cửa cầu đường đồ lại. Đặc biệt là cái dịp gần Tết nè. Là hay sửa cầu sửa đường lắm. Ở đây thì người ta trồng cỏ nuôi bò dê rồi mình thấy cũng nhiều lắm nha. Chạy một lúc đó là gặp à. Ở đây cũng vậy đó nè. Toàn là dừa lúa với cỏ không à. Đúng mà thấy nhà cửa khá là thưa nha. Hồi nãy ngang chợ nó đỡ đỡ. Ở đây có bán ăn sáng nữa nè. Rồi còn xét bên đây có nguyên cái ao cá luôn. Nó nhìn thì trống lỏng à. Cái này mà trời mưa, trời gió mình nghĩ chắc dông nó cũng dữ lắm á. Ở đây mình thấy cũng có nuôi cá nữa nha. Có mấy cái bầy đàn cá con là giờ nhìn giống như là bầy rồng rồng nhưng mà không biết cá gì à. Nhìn thấy nó có màu đỏ đỏ giống như điêu hồng, không biết phải không à. Rồi thấy nó nhỏ xíu, nó đang ăn móng rồi chứ. Còn bên trái mình thì cũng ruộng lúa không. Cái ao rất là bự nha, này tới hai ao rồi. Nhưng mình thấy dòng ao người ta có phủ bạc đen nữa. Nó ruộng lúa thì mấy bạn đi mà ngay lúc nó chín á, nhìn mới đã. Chứ còn bây giờ đi thì nhìn nó xanh lét à. Nó còn phía bên trái cũng dừa mà. Nó dừa mới trồng rất là nhiều luôn. Nếu mà tính ra thì mình thấy khu vực này trồng dừa nhưng mà nó ít hơn khu vực Châu Hành với chợ gạo. Nè đây cũng có nuôi cá nữa nè. Không biết cá gì mà không biết. Nó không có nổi lên. Lâu lâu hay cũng có bưởi nữa nha. Có bưởi hoặc là ổi nữa. Hay mà hai cái đó ít. Nhiều nhất là lúa. Tiếp theo là dừa. Nè bên trái con mớ dừa lão nè. Nó có bản đồ thấy dừa thì nó trồng vòng vòng nhà với dọc lộ đúng không à. Còn phía sau cũng lúa không à. Rồi đây có nhà ngói nè. Bây giờ thì người ta cũng lợp cái dạng đó nữa. Nhưng mà thường là tôn giả ngói là nhiều hơn. Chứ còn mà tìm một căn nhà ngói mà mới cất thì khá là hiếm luôn. Phía bên phải mình là nhà ấp Hạnh Hòa Tây nha. Ngày xưa kêu là nhà ấp. Còn bây giờ thì nó đổi tên thành trụ sở ấp hết trơn rồi. Ở đây có bán rơm nữa nè. Hóa rơm này thường thì người ta sẽ mua về cho bò ăn. Nhưng mà cái đó là trường hợp mấy ngày mà người ta bận, người ta cắt cỏ không được, người ta mới mua. Chứ mà nếu mà mua cái rơm đó mà cho bò ăn không là nuôi yến lỗ chết luôn.
Tại vì mình nhớ một cuộn nó thì bèo nhất là cũng khoảng 30 hay là 32 ngàn một cuộn vậy đó. Hoặc là mình thấy người ta trồng đồ hàng dòng đó, là người ta hay dùng ba cái rơm đó, người ta phủ gốc lắm để giữ ẩm cho cây á. Không, nếu mà đúng ra giữ ẩm cho rau cải đồ là nhiều hơn. Còn trồng cây ít khi nào mình thấy phủ lắm, chỉ có trồng thanh long là mình thấy người ta phủ nhiều thôi. Rồi đi ba cái dừa ta hái ta để dọc lộ nè. Ở khúc này mình thấy gần như là không có buôn bán gì nha. Lâu lâu rồi dữ lắm mà gặp cái chỗ bán tạp hóa hoặc là bán cà phê hoặc là bia nước ngọt rồi thôi. Mà gần như là cũng không thấy khách khứa gì hết. Có khu vực hồi nãy gần chợ đây thấy nó đỡ đỡ đường tí. Nó đi cái đường này mà mình nghĩ hết xăng hoặc là xe hư là chắc cũng đổ mồ hôi luôn chứ không phải giỡn. Mà thông thường là vậy đó, ở quê thì mỗi lần mà đi tiệm hay là đi chợ đâu cũng vậy đó, phải đi khá là xa. Cái này ở bên đất liền còn đỡ nha. Còn nếu mấy bạn mà cái dạng ở bên cồn như mình vậy đó, mỗi lần mà đi chợ mà quên món gì đó, thôi nghỉ khỏe luôn đi, bữa sau rồi đi tiếp. Tại vì có khi thì một xã thì có thể là có một hai chợ, nhưng mà có khi thì hai ba xã thì nó gom là một chợ cũng có nữa. Có gì đi chợ nhiều cái đi xuyên qua cái xã là bình thường. Mình coi trên wiki thì mình thấy dân số của xã này thì không được 10.000, được có 9.000 mấy à. Nè, phía bên trái mình có nguyên một cái hàng cao vua luôn nè, nó nhìn rất là đã luôn. Các bạn thấy vậy chơi buổi trưa mà chạy ngang đây là cũng mát lắm đó nha. Chỗ này thì bán vật liệu xây dựng. Nhìn phía sau thì toàn là cát đá đâu không à. Bên phía bên phải mình có cái nhà yến đó nè. Có cây xăng nữa. Mà thường thì mình thấy chạy ngang mấy cái chỗ mà có nhà yến hoặc là có vật liệu xây dựng á, hoặc là bán thuốc bảo vệ thực vật hoặc là cây xăng nữa, là mấy cái chỗ đó là hay có biệt thự phía sau lắm. Chứ còn mà làm nông mà có biệt thự thì mình thấy hy hữu lắm. Tại vì thường là kinh doanh buôn bán, còn không mà đại gia ở đâu người ta về người ta cất thôi. Chứ còn làm nông mà cất ở nhà tường là cũng đã mệt rồi, hoặc là cái nhà máy thái thôi. Nhà máy thái là cũng dữ lắm rồi đó. Tại bây giờ mình thấy làm nông thì đủ ăn là mừng lắm rồi. Nhưng mà thông thường thì đủ ăn thì đủ, nhưng mà tới chừng mà bệnh đó, là phải đi vay nợ thôi. Gần như là mình thấy bệnh xong cái là có khi là tiền tích góp rồi đó giờ không đủ nữa. Có người bán đất bán nhà là bình thường. Tại vì bạn nghĩ đi làm tháng có mấy triệu bạc à, để dành mà được 1-2 triệu là cũng đổ mồ hôi rồi. Mà bệnh lần là mấy chục triệu không. Mấy chục triệu là đã trừ bảo hiểm rồi nha. Bây giờ thì đủ thứ bệnh hết trơn. Bởi vì nên nhiều khi người ta không sợ cái gì, chỉ sợ bệnh thôi. Cái cô này đang cắt cỏ nè. Cắt một xe bụi chán luôn. Các bạn thấy vậy chứ nặng lắm nha, chứ không phải nhẹ đâu. Đẩy một xe đó là cũng cống góng. Tại vì ba này là ba cỏ ướt không à. Cỏ ướt thì nó nặng lắm. Đặc biệt là mấy cái cỏ dôi đâu á. Cọng nó bự. Nhưng mà được cái cắt nó lẹ lắm. Chứ còn ba cái cỏ nhỏ nhỏ thì thấy vậy chứ nó sắp sợp à. Mà bây giờ mình thấy trồng cỏ là thường hay cỏ dôi lắm. Ở đây cũng có nuôi yến đó nè. Hồi nãy giờ mình thấy nhà yến khá là nhiều nha. Có chạy ngang mấy cái nhà này người ta bắt nhạc khá là ôm sòm luôn. Cái này như là tiếng kêu chim yến vậy. Mình thấy chạy ngang chỗ nào cũng có cái tiếng đó. Cứ gặp nhà yến là gặp cái đó à. Hình như là cái đó buổi tối mình thấy người ta có tắt. Hình như là khoảng 9-10 giờ vậy người ta tắt. Chứ còn nếu mà bắt sáng đi mình chắc ngủ không được quá. Mặc dầu là nhà thưa nha, nhưng mà hàng xóm kế bên thì nhiều khi cũng phiền lắm. Với lúc này mình thấy ở dưới quê là hay gặp cái nạn karaoke. Cũng như bạn đi buổi này không gặp nha. Chứ còn mà đi gặp chắc chiều á. Chiều chừng 4-5 giờ đó là hay nghe lắm. Ngày xưa ví dụ như đám tiệc đồ đó thì người ta mới hát. Hoặc là nhà cũng phải hư dữ thì mới có cái dạng karaoke. Còn bây giờ thì chừng vài 3 triệu hoặc là 1 tháng lương là có dạng karaoke rồi. Nó nhiều bác cái xỉnh xỉnh vô cái bật lên hát. Mà nhiều giọng hát phải nói là nhức đầu vậy lắm. Phải chi hát xong có gì nhiều khi
mấy con chó xung quanh nó sủa reo nữa chứ, bởi vì mình thấy không biết diễn đạt sao nữa. Có khi người ta hát 7-8 giờ nghỉ không nói gì, có khi hát tới 11, 12 giờ đêm là bình thường. Nè, bên trái cái cô này cũng đang cắt cỏ nữa nè. Ở mấy cái bao để dọc lộ là thường là bao phân bò nha. Ừ, cái này mình đi tới cầu kênh 14 rồi. Mình nhớ cái hướng bên phải mình cũng có cái chợ kênh 14 nữa. Là cũng như cái khúc này là đi dọc lên. Bữa hổm là mình đi cái hướng ngay chỗ thị trấn Vĩnh Bình mình đi vô. Nè, cái chợ nằm bên trái mình nha. Giờ này đi mình thấy buôn bán cũng không nhiều, chắc cũng được chắc chừng mười mấy hộ à. Có bản đồ thì nó ghi là chợ kênh 14 Cống Điếu. Rồi mình chạy là ngay chỗ chợ, không có để cái bảng trên chợ. Chỗ này quá trời rác luôn. Bây giờ thì đi gặp toàn là ấp xã văn hóa mà mình thấy rác kinh luôn. Hồi đó thì không có mấy cái chữ đó thì thấy ít, chứ còn bây giờ quá trời luôn. Đặc biệt là những cái chỗ đông dân á. Giờ thì cũng còn lác đác rồi nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.